Mình chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại cái gò của ông cậu mình đó các bạn, để quay chia sẻ cho các bạn xem cái đám hành hộp của ông cậu mình nha. Đám hành rất là rộng nha các bạn, nhìn quá đẹp luôn. Thì hành này nay cũng trồng được 6-7 ngày rồi các bạn, trồng 6-7 ngày nhờ những cái đám mưa rồi trồng xuống rồi nó đứng quang lên nhìn rất là đẹp luôn ha. Nó không có giống như trồng mùa nắng các bạn. Trồng mùa nắng thì mới trồng xuống á, nó sẽ bị sụ xuống thì từ từ nó mới đâm đọt lên. Con này trồng nhờ những đám mưa nè, này nó đứng nhìn cũng quá đẹp luôn các bạn. Nó trồng trời mưa trồng xuống là cái nó sẵn nó ra rễ nó phát luôn này, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn nè các bạn, đứng bon luôn. Thì cái hành này là ông cậu mình ông trồng ở trên đó đó các bạn. Ông trồng trên miếng đó đó thì ông còn dư ông đem xuống đây ông trồng luôn. Thì cái miếng gò này là hôm nay mình cũng có quay chia sẻ cho các bạn xem ở cái kênh kia nhiều lần rồi. Thì ở trán là ông cậu mình ông ở đây nè, ông trồng húng quế cắt nhánh đó. Thì ông nhổ, ông ăn xong là ông nhổ nè các bạn, ông nhổ ông bỏ gốc nè, là cái ông cài lên ông trồng gừng. Thì hôm mình cũng có quay chia sẻ cả cái cảnh trồng gừng rồi các bạn, mình có quay chia sẻ cho bạn xem rồi. Thì trên kênh kia của mình cũng có một số bạn hỏi mình là mình trồng gừng á là mình có thể xen cái cây gì nó thích hợp á các bạn. Thì ở đây là cái gừng trồng xong rồi cái nó khi nó lên nè các bạn, mình có thể xen cà chua, húng quế hay là ớt là nó rất hay. Kiểu như tại lúc mà cái gừng nó còn nhỏ là mình xen mấy cái cây đó thì nó rất hay các bạn. Tại cái gừng nó trồng lâu năm mà mình xen hai bên. Cái đó thí dụ mình trồng một mặt giữa như thế này các bạn, mình trồng mặt giữa như thế này thì mình có thể trồng hai bên như là húng quế cặp theo hai bên đó, là mình cắt nhánh mình ăn ra rai. Còn nếu mà trồng hai mặt là trồng đầu cũng được, nhưng mà nó làm suy cây gừng các bạn nên người ta cũng ít trồng lắm. Nó còn ở đây thì ông cậu mình cũng trồng hai mặt nè, trồng hai mặt nhưng mà trong khi gừng nó chưa lên á, trong khi gừng nó chưa lên là ông cậu mình ổng trồng hành hộp vô luôn. Tại ở trên kia trồng còn dư quá, ông đem xuống đây ông trồng nữa các bạn. Đó, thì sau khi mình nhổ gừng ý nhổ hành xong là cái gừng nó cũng chưa có lên được bao nhiêu các bạn, nên mình ăn được cây gừng đó, ấy cây hành đó. Đó, thì buổi sáng nhìn cái đám hành quá đẹp ha. Thì hôm nay chủ yếu mình đến đây để mình quay chia sẻ cho các bạn xem cái đám hành mới trồng này thôi, còn cái gừng thì mình không có nói nha bạn. Đám hành trồng rất là đều luôn. Cái này ở đây trồng 5 nhịp, ý 1 nhịp 5 buổi. Các bạn thấy không? 1 nhịp 5 buổi. Hành hộp trồng cũng rất là dày dày nha các bạn. Mùa này nói chung là trồng dày là nó sẽ có năng suất hơn. Rồi ha. Thì để bữa hai nữa mình đi lên trên đó là mình coi trên trển ông cậu mình ông trồng cái gì là mình sẽ quay chia sẻ lại cho các bạn xem nha. Còn bữa nay chủ yếu mình ở cái đám này thôi. Này các bạn xem nè. Trồng mưa cái nó ra rễ nó bám liền luôn ha các bạn. Nó còn cái vấn đề mà đi phân xịt thuốc gì đó thì khi nào mình thấy thì mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn xem. Chứ cái vấn đề này mọi người người ta trồng đồ người ta cũng kỹ lắm các bạn, nên mình cũng không có biết được. Đó, khi nào mình thấy có phun thuốc gì mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn xem nha. Ở đây nữa nè các bạn, đây là hổm cái miếng gò này là trồng húng quế luôn nè. Thì ông cậu mình ông thiếu cỏ cho bò là ông ghim vô luôn, còn húng quế trong đây luôn nha các bạn. Còn này là hành. Đây, thì nói chung là cái video mình kiểu cũng có dọn dẹp như đây thôi các bạn. Thì mình cũng xin gửi đến các bạn cùng xem và tham khảo. Thì ở cái khu vực mình bây giờ nói chung là trồng hành bây giờ rất là nhiều các bạn, ưa chuộng cái hành hộp, trồng hành rất nhiều, nên mình chủ yếu mình đi quay để chia sẻ đến các bạn cùng xem thôi. Rồi, thì các bạn thấy cái video mình hay hữu ích, các bạn hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình.